Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Chức nghiệp thế thân, tên tiếng Anh là Miss Ten. Công việc của Joy là diễn viên đóng thế, làm những việc mà người khác không dám làm, ý là đóng thay cảnh nguy hiểm cho diễn viên nổi tiếng đó các bác. Và cảnh quay lần này là đua xe trên đoạn đường núi nguy hiểm, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, đang phi như bay trên con xe Honda đến đoạn trượt bánh, nhìn ngầu như trái bầu thì đứt dây an toàn khiến Joy ngã xuống vực sâu. Sau cú ngã đó còn tưởng đi gặp Diêm Vương rồi chứ, nhưng tiếng bà nào ồn ào quá làm Joy tỉnh giấc. Lạ thật đấy, mẹ Joy đã mất từ lâu mà ở đâu lại xuất hiện một bà mẹ nữa vậy? Nghe như sét đánh ngang tai, bác sĩ bảo Ray đã nằm hôn mê 2 năm nay rồi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn sang bên cạnh soi gương mà thấy cái mặt thằng nào đẹp trai thế, mà không phải là mình. Joy giật mình ngạc nhiên không biết mình đang nằm trong cơ thể ai nữa. Nhưng may mà nó đẹp trai nên mới được an ủi phần nào. Chắc sau cú ngã đó, ông Diêm Vương chấm nhầm sổ đầu bài, vì hai ông này cũng tên Joy nên linh hồn Joy đóng thế mới lạc nhầm thể xác của Joy này. Đang còn suy nghĩ không biết cái thân xác của mình đang ở đâu thì tình cờ gặp ngay người quen cũ là anh. Hỏi ra mới biết Joy đã rơi xuống vực 2 năm nay, mất tích không tìm thấy xác. Một tháng sau, Joy được xuất viện thì nhìn thấy cái hình ảnh quảng cáo, có vẻ là người quen. Nhưng anh nói, người này chỉ mới vào giới giải trí nửa năm thì làm sao Joy quen được. Joy tìm kiếm thông tin trên mạng, nhưng kỳ lạ thay, không có ai nhắc tới vụ rơi xuống vực của Joy. Được mẹ Ninh chăm sóc chu đáo từng chút một, ăn bát cháo mà Joy xúc động. Joy hỏi có phải mẹ đổ nhiều tiền vào Joy trong 2 năm qua đúng không? Mẹ Ninh nói trước kia được sống trong điều kiện tốt hơn bây giờ nhiều và mẹ cũng có một số tiền tiết kiệm, giờ thì số tiền đó cũng cho mấy ông bác sĩ hết rồi. Nhưng quan trọng là Joy khỏe mạnh là được. Joy cảm ơn mẹ Ninh vì đã đưa Joy trở lại. Vậy là Joy quyết định từ giờ sẽ chăm sóc mẹ Ninh và chấp nhận làm thế thân cho Joy con trai thật của mẹ. Joy tìm đến công ty của anh để xin việc làm. Kiếp trước là người đóng thế mà trùng sinh ngay vào anh Joy làm người mẫu, nhưng có biết diễn người mẫu gì đâu nên thôi Joy xin làm công việc hậu trường để ổn định hơn. Đúng lúc anh có việc gấp nên gửi im đưa Ray đến đội hậu trường. Nghe trước kia Joy làm người mẫu mà anh Do không tin vào tay nghề, thế để Joy thể hiện tài năng khiến anh Do lắc mắc. Joy nói trước kia có phụ bạn làm việc nên có biết chút ít. Im chạy tới thông báo quảng cáo của Minh sẽ quay trong hôm nay, nghe nhắc tới Minh mà đầu óc Joy choáng váng ngay, Joy liền tìm cớ xin về nhà nghỉ ngơi. Đang trên đường về thì lại gặp Minh ngay trước cửa thang máy. Chuẩn bị bước ra thang máy thì Minh giữ tay Joy lại hỏi có quen biết nhau trước đây không. Đương nhiên là dưới hình dạng này thì không quen biết rồi, Joy nói Minh nhận nhầm người rồi bỏ đi. Nhưng mà thật ra thì Joy đã có mối quan hệ với Minh từ 3 năm trước. 3 năm trước khi Joy đang trang điểm để chuẩn bị cho vai diễn, vì bóng lưng nhìn giống tong quá nên Minh chạy tới ôm Joy từ đằng sau. Bốn mắt nhìn nhau mới biết nhận nhầm người, vậy là Minh giật mình buông tay ra. Minh hỏi Joy là ai, thì là diễn viên đóng thế của anh Tong đó, tự nhiên chạy tới ôm người ta mà hỏi câu vô duyên thế. Joy hoàn thành cảnh quay thì mới gặp tên Tong đến. Thấy Tong đến Minh liền đến chào hỏi, Minh đã tốt nghiệp nên muốn về đây kiếm gì làm. Minh trách Tong không qua thăm mình, bắt Tong mời một bữa ăn nhưng Tong tìm cớ từ chối nói cảnh quay phải đến tối nên không có thời gian. Mất công đến tìm mà không được chào đón cho lắm nha. Thấy Minh đang đứng đợi xe, Joy đi qua liền có ý tốt muốn đưa Minh về. Minh từ chối nhưng khi Joy bảo trời sắp mưa khó gọi xe thì Minh liền nhờ Joy chở tới tàu trên không để đi đến chỗ chị gái. Không khí trên xe có vẻ ngượng ngùng, nhiệt độ nam cực cũng không lạnh bằng thái độ của Minh. Joy hỏi gì thì Minh cũng chỉ gật đầu trả lời cho có. Nói chuyện với tên này nhạt thế, để em ship chai nước mắm nam ngư chin su 90 độ đạm cho đỡ nhạt nhé. Đúng lúc đó, Tong gọi đến bảo tổ chức tiệc chào đón du học sinh mới về. Nhưng khi thấy mặt bánh bèo may, bà chị ruột của mình, là Minh tắt máy luôn. Đúng là thằng em cờ hó mà. Mình nói mình đổi ý rồi, Joy muốn đưa đi đâu cũng được. Thấy Joy ngập ngừng mãi không chọn được địa điểm, vậy là Minh nói không biết đi đâu thì về nhà anh cũng được. Được em trai bật đèn xanh là anh Joy sướng dân người mà bật nhầm cần gạt xe luôn. Kèo này coi bộ ngon cơ mà nha. Phòng của Joy thì ngay trên sân thượng, mới quay lại định nhắc Minh cẩn thận hơi tới đấy thì Joy đụng vào Minh. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, lao vào hôn nhau, làm thịt nhau thôi. Còn gì cay hơn súng đã lên nòng mà đứa nào cũng muốn bắn, có cái ba con sói mà thằng nào cũng muốn dùng làm Joy phải xác nhận lại. Ơ thế Minh là top à? Chán đời chưa chứ? Chắc Joy tưởng sẽ có một đêm được bắn pháo hoa trên giường hết công suất mà gặp nhầm đối tượng rồi. Hai thằng top với nhau thì mần ăn gì được trời. Quá là đau lòng mà. Minh cười khẩy, rồi nằm ra giường, định đi về thì Joy nói chơi sắp mưa rồi ở lại cũng được. Joy trổ tài đầu bếp nấu mì hảo hảo chua cay hai trứng cho Minh ăn. Minh nghĩ chắc nhiều bót dâm đến phòng Joy lắm. Nhưng Joy than mình ế lâu năm, cả năm mới bắn pháo hoa được vài lần, tuy nhiên cũng chữ ba con sói phòng hờ để được dùng một bữa cho đã cáo nhưng mà nay xui, rước ngay một top về nhà. Lại còn suýt bị Minh cướp dùng nữa chứ. Minh xin phép Joy là tối nay được ngủ lại đây nha. Rồi chủ nhà gì mà mê trai thế, nằm đất để cho khách nằm giường. Minh rủ Joy lên ngủ cùng, Joy từ chối khiến Minh phải dùng biện pháp mạnh, hay để em xuống nằm với anh. Vật lộn với nhau bấy lâu giờ Minh mới chịu giới thiệu tên cho Joy biết. Kiểu này Joy thắc mắc không biết sáng mai có còn thấy Minh không. Anh Joy sợ gặp phải kẻ sở khanh tình một đêm đây mà.
Nhưng Minh nói mình không làm vậy với bạn tình đâu, mà hai đứa chưa là gì của nhau cả, đã được làm ăn cái nào đâu mà là bạn tình cơ chứ. Duy nói thật ra mình không quan trọng vị trí lắm đâu, anh có thể làm boss em à, chỉ có điều là anh chưa bao giờ thử thôi. Thế là Minh suýt trở thành người đầu tiên của Duy rồi à? Nhưng Minh nói Duy nên giữ gìn cho người nghiêm túc đi, đừng có đánh mất với người như Minh. Duy hỏi, nhìn người như Minh chắc có nhiều người theo đuổi lắm. Nhưng Minh không muốn nói gì thêm mà kêu buồn ngủ. Quất một giấc tới sáng mà tìm sang bên cạnh thì đã không thấy Minh đâu rồi. Vậy mà tối qua bảo không làm vậy với bạn tình đấy. Ngủ ké nhà người ta một đêm mà bỏ đi không thèm chào hỏi gì cả. Đã bảo đừng tin vào lời nói của đàn ông rồi mà không nghe. Mà có chắc thằng Minh là đàn ông, cái đó phải xem lại nha, chứ át là át thấy nó đờn bà chất miệng. Anh Duy nam tính hơn nhiều. Minh xách vali về nhà, đang muốn nghỉ ngơi thì gặp Tong, kêu tối nay chị May đi làm việc nên Tong sẽ là chủ sự mời Minh một bữa. Minh đi ăn với Tong mà bị bà May gọi đến giục Tong về sớm. Vậy là Minh kêu Tong về trước còn mình tự về được. Nhìn bóng lưng của Tong mà Minh lại nhớ đến bóng lưng của Duy khi nấu mì cho mình. Vậy là Minh gọi ngay Duy đến. Duy vừa hoàn thành xong công việc, thấy Minh gọi cái là liền chạy đi theo tiếng gọi con chim. Đến nơi thì thấy Minh đang say ngất ngưởng rồi. Nhìn cái thái độ Minh sao bố láo bố lêu thế, nhưng mà Duy vẫn lao đầu vào. Kỳ này khổ rồi anh ơi. Duy nói còn tưởng Minh quên mình rồi chứ, còn cái vẻ mặt của Duy thì nhìn là biết không thể quên được Minh rồi. Cái mặt là biết mê em lắm rồi đây. Đầu bếp ra kêu gọi món, nhìn thấy Duy còn chưa chọn được nên ăn gì thì Minh liền cưỡng hôn Duy ngay, làm anh đầu bếp đứng hình tại chỗ, tự nhiên được hai anh BD cho ăn cơm chó miễn phí vậy. Được em tóc hôn nên thích lắm đúng không? Miệng anh Duy cười tủm tỉm nhìn trông xinh thế nhỉ. Kiểu này là đam mê làm bót lắm rồi đây, làm bót một lần là bị ghiền nha anh trai. A hi hi. Raider Minh về nhà, để Minh ở sofa còn Duy thì đi tắm, Minh liền đi theo sau, nhìn thấy bóng lưng của Duy mà Minh lại nhớ đến Tong. Ơ sao cứ nhìn lưng anh này nhớ ra anh kia vậy? Thế là Minh đến hôn lưng của Duy, làm Duy phải cản ngay lại. Minh nói biết ngay mà, sao Duy lại cho Minh giọng xà cừ chứ? Vậy là Duy nói, nếu người đầu tiên của mình là Minh thì Duy thấy không thành vấn đề. Ý là vì em mà anh chấp nhận nằm dưới cho em đồ đà, giọng xà cừ các kiểu đấy hả? Vậy là Minh được nước làm tới, hôn Duy tới tấp từ trước ra sau, cả hai lao vào nhau đấu kiếm, bắn súng bắn chéo các kiểu. Sau khi chuyển từ top thành boss thành công, sáng mở mắt ra, được nằm trong vòng tay em Minh, Duy sung sướng lắm, còn tưởng đang trong giấc mộng mà không biết được rằng đây chính là cơn ác mộng và người này sẽ khiến Duy phải chết. Mới sáng mở mắt ra đã hỏi em muốn ăn gì rồi. Cái này người ta gọi là chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ đấy các bác ạ. Minh hỏi hôm qua anh đưa em về à? Ờ, thì định đưa Minh về nhà nhưng Minh say quá, không biết nhà Minh ở đâu nên Duy đưa về đây. Minh hỏi lại chuyện xảy ra tối qua, nhìn thế này mà không biết gạo đã nấu thành cơm rồi à? Minh xin lỗi nhưng Duy nói không sao, quan trọng Minh có ok không thôi. Ở đâu kiếm được một anh thụ quan tâm lo lắng cho suy nghĩ của bố như thế này các bác nhỉ? Thường mấy bà bót đau thì sẽ dừng lại, còn anh Duy này thì làm cho Minh sướng là anh ấy bất chấp. Nhưng đêm mặn nồng đầu tiên của Duy mà Minh nói không nhớ gì chứ, thế này thì phải làm lại cho nhớ nha. Nhưng mà Duy chợt nhớ ra mình có cảnh quay buổi sáng, nên liền phi như bay mặc đồ vào chuẩn bị. Minh hỏi Tong có đến phim trường không, nghe Duy nói có đến, vậy là Minh đòi đi theo liền. Vì trai mà kết quả là đi làm muộn mất nửa tiếng, Minh nói Duy không được nói với ai về đêm mặn nồng tối qua, Duy thì cười đùa bảo nói cũng không ai tin đâu. Nhưng khi Minh cương quyết nói đó là thật đấy, thì anh Duy tắt ngay nụ cười trên môi. Khiếp Minh làm gì mà căng thẳng thế? Đến cảnh quay cứu nữ chính dưới nước thì Tong đòi phải có người diễn thay, ông đạo diễn cũng tức lắm nhưng không làm gì được thằng này vì nó là sang hạng A mà. Thế là đành phải bảo Duy diễn thay luôn vậy. Khi diễn cảnh quay thì Minh chăm chú nhìn sự chăm sóc ân cần của Duy dành cho nữ chính. Nhưng cái đập vào mắt em là hồ bơi có mét rưỡi thì nhảy xuống cứu làm gì vậy nhỉ? Duy đang trang điểm thì nhìn thấy cảnh tình tứ của Tong và Minh mà buồn sâu sắc. Mới vừa chăm sóc cho trai khác xong mà cũng gọi Duy ra làm gì chứ? Minh hỏi có phải Duy là bisexual không? Sao mà chăm sóc tốt cho bà nữ chính thế? Duy nói mình chỉ thích con trai, còn với bánh bèo thì như tình chị em thôi. Vậy là Minh lại cà khịa, thế nên Duy mới thân thiết với thợ trang điểm à? Ờ thì là Duy rủ im vào làm cùng mà. Bực mình, Duy hỏi Minh cũng trông có vẻ thân thiết với anh Tong, có phải Minh thích anh Tong không? Minh bảo Tong là người yêu chị gái của Minh nên bớt ăn nói xả lơ lại. Duy trêu chị gái Minh giỏi chiếm được chồng quốc dân làm của riêng mình nhưng thái độ của Minh lại khó chịu. Ê em là đòi quyền lợi cho anh thụ nha, sao ở bên Duy thì mặt cứ sát khí đùng đùng mà Minh ở bên cạnh Tong thì miệng cứ cười tới mang tai thế? Dù Tong ăn cơm nhưng Tong nói có hẹn với May vậy là Minh phải thẫn thờ đi về. Đúng là không gì bằng tình yêu, vừa bắt bọn đàn em tập luyện cực khổ mà thấy Minh đến là mặt lật bánh tráng vui như mở hội vậy. Còn tưởng đến tìm nhau làm gì, mà chưa gì Minh đã hỏi nhà vệ sinh ở đâu, rồi bắt Duy dắt mình đi. Em nghe là có mùi gì đen tối rồi đây. Y như rằng, vừa vào nhà vệ sinh là đã khóa cửa đòi cưỡng hôn anh Duy ngay rồi, nhưng Duy cản lại bảo lát nữa còn phải dậy tiếp. Thế là Minh giở trò làm nũng một cái khiến anh Duy đã đổ gục luôn rồi. Nhảy vào làm một trận ngay cho nóng thôi nào, có vẻ như Duy rất thích thú khi được làm bót lắm thì phải, nhìn biểu cảm anh chàng kìa, chắc là sướng lên tận óc o, rồi hắc xì hơi vì lên tới đỉnh. Ngộ ghê nơi ta ơi. Hết làm ở nhà vệ sinh là lại về phòng, Duy hỏi Minh thích ở tư thế phía sau à mà lúc nào cũng chỉ một tư thế này vậy. Chén nhau chưa đủ hay sao mà Minh vẫn còn nhảy vào đòi Duy thêm hiệp nữa.
Mặc cho Doe van xin tha cho anh đuối quá rồi nhưng Minh nhất quyết không tha. Thế là Doe phải hắc xì hơi cả đêm á cả nhà. Rõ khổ cho kiếp nằm dưới mà. Sáng ra là nấu đồ ăn sáng cho em ngay. Vậy thì để em pha cà phê cho anh vậy. Hôm nay Doe rảnh nên hỏi Minh muốn đi đâu không. Nhưng Minh kêu nhà đang rối rắm nên muốn tránh ở đây vài ngày. Vậy mà khi Doe trêu đùa, nói hay là Minh ở hẳn đây cũng được mà Minh mặt đằng đằng sát khí làm Doe tắt hứng liền. Có tình yêu cái là đối xử với đàn em khác hẳn. Tập luyện mà giúp đỡ tận tình là mấy đứa ngơ ngác tưởng nay Doe uống nhầm thuốc chứ. Có thằng đàn em Son từ Hàn Quốc trở về nên cả nhóm đi nhậu một bữa. Doe nhắn cho Minh hôm nay mình sẽ về muộn. Doe nhậu say quắc cần câu phải để Son đưa về. Minh hóng từ xa thì liền chạy ngay vào nhà khóa cửa lại. Sau khi mở khóa, Son đỡ Doe vào nhà thì Minh liền mở cửa ra. Hai đứa tình địch gặp nhau đã thấy sát khí đùng đùng rồi. Minh hỏi cậu là ai? Thì Son nói mình là đàn em thân thiết của Doe, nhưng Minh nói mình sẽ chăm sóc Doe. Cứ thế mà hai em trai giành giật nhau một anh top hay bot giờ em cũng không biết nữa. Đau đầu thiệt chứ hay tạm gọi anh Doe là Sen nhé. Giành nhau hoài không phân thắng bại, Minh liền gọi tên Doe. Doe thấy Minh là chạy đến ôm Minh ngay, đúng là nụ cười của kẻ chiến thắng. Anh Minh hạ gục đối thủ trong nháy mắt. Nhậu say xỉn nên Doe bị cho nằm ngủ ở dưới sàn, còn Minh thì đang ngồi vắt chéo chân cùng ly cà phê. Nói Doe người đầy mùi rượu thì chỉ xứng đáng ngủ dưới sàn thôi. Coi cảnh này mà em cứ tưởng Doe là chồng, Minh là vợ. Chồng hư thân mật nết nên vợ cho xuống đất ngủ đây mà. Ai thích Minh làm mót hơn thì để lại comment nhé. Doe không nhớ đêm qua ai đưa về nữa. Minh nhắc nhở là trai đẹp thì liền nhớ ra là Son. Minh trách móc nếu đêm qua mình không ở đây chắc Doe đêm qua được dùng 3 con sói rồi đấy. Doe hỏi có phải Minh ghen không? Nhưng Minh nói người như Doe thì có gì để ghen chứ. Minh còn nói Doe đừng tự luyến quá, Doe chỉ là kẻ đóng thế mà thôi. Đúng là trai hư mà, lời lẽ hơi khốn nạn rồi đấy nhé. Vậy mà anh Doe vẫn đâm đầu vào mà yêu, thiệt là đau lòng mà. Đang ngồi chán như con rắn với bát mì tôm 3 con cá, chị gái may ra tám chuyện với thằng em trai cờ hó, đang định rủ đi chơi cùng Tong thì Minh nói muốn được ở một mình với chị. Vậy là, chị May liền rủ ăn sô-cô-la và xem hoạt hình. Ngày trước vì cứu Minh nên chị gái đã bị viêm phổi. Hai chị em tâm sự với nhau xem có hạnh phúc không, thì bỗng Minh không muốn tâm sự với chị nữa, nói sẽ tự mình vượt qua được. Doe đang tập luyện cùng mọi người thì được Son ghé thăm, hai bên ôn lại chuyện cũ nên đấu tay đôi với nhau. Không hiểu anh Doe ra tay kiểu gì mà Son ngất ngay tại chỗ. Làm hú hồn hú vía thì ra Son chỉ diễn thôi. Son tâm sự chỉ có Doe là chân thành với mình. Hồi đó có hơi ngu ngốc khi đề phòng Doe. Son xin thêm một cơ hội nữa được không? Son không muốn làm bạn mà muốn làm người yêu của Doe. Đúng lúc đó thì Minh cũng đến nghe được toàn bộ câu chuyện. Doe thừa nhận trước kia có thích thầm Son nhưng mà thời gian trôi qua thì Doe đã nhận ra thế nào tình yêu thật sự. Son hỏi, người yêu anh nói có phải là người đang ở nhà cùng anh không? Doe nói đúng, nhưng thật ra người đó không phải người yêu của Doe, cho dù Doe có muốn cậu ấy là người yêu của mình nhiều như thế nào. Minh nghe được những lời này của Doe mà cười thầm trong bụng. Doe về nhà thì thấy nhà có ánh điện, tò mò đi lên thì thấy Minh ở trong nhà, hỏi sao vào được đây? Thì trước kia chẳng phải Doe đã nói chỗ để chìa khóa cho Minh biết còn gì. Minh đang nấu đồ cho Doe thì cái nồi cà ri cháy, vậy là vẫn phải để Doe nấu mì cho cả hai ăn thôi. Bố mẹ của Doe mất khi còn nhỏ nên Doe luôn đơn độc một mình. Doe luôn ước mơ khi về nhà thấy ánh đèn đang sáng, mùi thơm của đồ ăn, rồi có người chờ ở nhà. Doe cảm ơn vì Minh đã làm giấc mơ của Doe thành hiện thực. Minh nói thế Doe đánh thêm một chiếc chìa khóa cho Minh đi. Đấy được Cruz mở lời là anh Doe sướng phát điên luôn, cười không ngậm được mồm. Minh sẽ chuyển đến ở với Doe nhưng có hai điều kiện. Một là không được xen vào chuyện riêng tư của nhau và hai là Doe không được dây dưa với người khác, đặc biệt là cái tên Son đấy. Bao nhiêu anh cũng làm hết, chỉ cần khi về nhà được thấy Minh ở nhà là được rồi. Đúng là mê trai đầu thai không hết mà, dù đúng dù sai đứa yêu nhiều vẫn là đứa thua. Nhìn là biết anh Doe cửa dưới rồi cả nhà nhỉ. Phim chức nghiệp thế thân tập 1 và 2 đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 3 và 4 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.